Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm tới những loại bếp từ công nghiệp thì hãy ở lại video này của chúng tôi. Hôm nay Ngọc Lan sẽ đem đến cho bà con đó chính là bếp từ đôi công nghiệp inox Takio TK15kW. Mời quý vị và các bạn hãy cùng ở lại và tìm hiểu với Ngọc Lan về con bếp này nhé. Bây giờ đây, không để quý vị và các bạn chờ lâu, Ngọc Lan đã chuẩn bị sẵn một nồi nước ở đây rồi. Quý vị và các bạn hãy cùng theo Ngọc Lan để test thử con máy này luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn điện cho máy này trước. Sau khi cấp nguồn điện xong, đèn của chúng ta đã sáng. Chúng ta có thể chỉnh được công tắc tắt mở ở dưới này bằng cảm ứng từ. Đây là chế độ số 1 tương đương với 2kW được hiển thị trên đồng hồ điện. Chế độ số 2 tương đương với 4kW. Và chúng ta có thể điều chỉnh được 8 mức độ tối đa lên đến là 15kW, tương đương với 34 độ C là nhiệt độ hiện tại của bếp. Nhiệt độ hiện tại của bếp đang tăng dần lên. Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem nào, trong khoảng bao nhiêu lâu thì bếp sẽ sôi với mức độ điện là 15kW nhé. Nước sắp sôi rồi ạ. Hiện tại là bếp đã lên tới là 65 độ. Hiện tại nước đã sôi rồi. Như quý vị và các bạn đã thấy, nước hiện tại đang bốc hơi lên và nước đã ục ục lên rồi. Chưa tới một phút là chúng ta đã có thể thổi được một nồi nước sôi. Bây giờ Ngọc Lan sẽ giảm nhiệt độ xuống để tránh nước chăn ra nha. Mức số 7 sẽ tương đương với 13kW. Mức số 6 sẽ tương đương với 11kW. Mức số 5 sẽ tương đương với 9kW. Mức số 4 là 7kW. Mức số 3 sẽ là 6kW. Mức số 2 là 4kW. Và Ngọc Lan sẽ để ở mức thấp nhất là 2kW. Bếp này là bếp đôi, nên những gì Ngọc Lan vừa hướng dẫn sẽ tương tự với phần bếp còn lại ở bên này. Và thêm vào đó là bếp sẽ được trang bị một vòi nước cũng như một thau rửa cho bà con. Tất cả đều được làm bằng chất liệu inox, giúp cho bà con có thể dễ dàng vệ sinh, không tránh bị oxy hóa. Kèm theo đó là bà con có thể nhìn thấy sự hài hòa khi mà cái bếp được đem về trong khu nhà mình, đúng không? Bên công ty của chúng tôi đang có chương trình mua 1 tặng 1 dành cho khách hàng mua bếp từ của thương hiệu Takio. Quý vị và các bạn mua bếp đôi này sẽ được tặng 2 chiếc chảo chuyên dùng cho dòng bếp từ, đường kính lên tới là 50cm. Quý vị và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cặp đôi bếp từ này? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay số điện thoại bên góc trái màn hình để được sở hữu ngay chiếc bếp từ này, và đội ngũ kinh doanh sẽ tư vấn nhiệt tình hơn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.